Anh chào mừng tất cả bạn và các em đến với 5:30 sáng sớm luyện não, và chào mừng tất cả các bạn và các em đến với lại chống say ngu lý thuyết hóa đề số 04. Và ngày hôm nay là ngày mà tròn một tuần thầy trò chúng ta cùng chiến đấu với nhau, cùng dậy sớm, cùng ôn bài, cùng luyện não để mà chúng ta không bao giờ bị sai những câu lý thuyết dễ nữa. Được không ạ? Rồi, các bạn cứ hỏi hôm nay thì dùng filter không? Tại tối hôm qua thì ăn ớt hơi nhiều, mũi hơi đỏ, cay lắm. Các bạn cứ châm chọc cái nỗi đau khổ của thầy. Thầy ăn ớt để mà sáng nay thì không bị cay ấy, khổ lắm. Học nha. Nào, rất là mong muốn tất cả bạn và các em hôm nay cùng comment đáp án để đừng bị cay như thầy. Này, cay đỏ hết mũi. Let's go. Câu số 1. Nào, khởi động cái này. XY2 carbohydrate. XY là 2 carbohydrate. XY đều không bị oxy hóa bởi Ag2O3. Thế là loại ngay. Glucose loại, fructose loại. Thì vẫn còn X hoặc Y trong môi trường axit đều thu được một chất hữu cơ Z duy nhất. Một chất hữu cơ Z duy nhất. Loại nốt sáng. Vậy ghi chỉ có thể là gì? B. Đúng không? Đáp án đúng của chúng ta, câu 1, đáp án B các em nhé. Câu 2 ạ. Chất thuộc loại polysaccharide là chất nào trong các chất sau đây ạ? Thuộc loại polysaccharide ạ. Chất nào trong số các chất sau đây thuộc loại polysaccharide? Sac là đi, Fructose và glu là mono. Vậy polysaccharide là A. Cellulose các em nhá. Cellulose. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A. Ôi, hello Phạm Minh Phương nhá. Phạm Minh Phương nó bảo là nó không dậy sớm được. Luyện tập một tuần đi em. Đấy, hôm nay có Phạm Minh Phương đây rồi. Chào Phạm Minh Phương. Team dậy sớm. Học bài chúng ta lại gia nhập một bạn mới, bạn Phạm Minh Phương nhá. Chào mừng bạn Phạm Minh Phương đến với team nhá. Chúc em học tốt. Rồi. Câu số 3. Polymer nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng? Nào. Câu số 3. Polymer nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng? Các bạn comment đáp án cho mình xem đáp án gì. Polymer nào được tổng hợp? Ni lông 6,6 là gì? Trùng ngưng rồi. Ni lông 6,6 là trùng ngưng. Đi từ axit adipic ăn với lại hexametylendiamin các em nhỉ. Rồi. Câu 4 nào. Câu bài tập đầu tiên của ngày hôm nay. Câu 4 ạ, câu bài tập đầu tiên của ngày hôm nay. Để phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 15 g glycine số mol đây, 15 chia 7 là 0,2 nhỉ. Cần vừa đủ V ml dung dịch nào á. Thì cần nào nó sẽ cũng là 0,2. Vậy là 0,2 chia cho 1 bằng 0,2. Vậy đáp án đúng của chúng ta là 200 ml à? Các bạn có ra 200 ml như thế không? Thấy nhầm đấy. Rồi. Tiến Dương tất cả bạn đã chọn câu 4 đáp án C ạ. À, Tiến Dương tí nhỉ. Xem nào. Tiến Dương Huyền Linh có mẹ nhanh nhất. Nguyễn Đạt, Khải Minh, Tiến Kiều, Hoàng Huy, Thùy Dung, Minh Anh Hoàng. Đấy, Tiến Dương tất cả bạn và các em. Rồi. Minh Phương có mẹ chậm rồi. Câu 5. Tên gọi của anh ST này là gì? Câu 5 ạ. Tên gọi của anh ST này là gì? Etin acetat đúng không ạ? Etin acetat. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C ạ. Etin acetat. Câu 6. Nào, câu 6 ạ. Mạnh mẽ comment nào. Câu 6 đáp án gì? Cho 12,1 gram hỗn hợp gồm metin, dimetin phản ứng vừa đủ với 0,3 mol HCl thu được A gam muối. Nào. Cho 12,1 gam metin, dimetin, amin phản ứng vừa đủ với 0,3 mol HCl. Thế mình bảo toàn khối lượng nhỉ? Mình có khối lượng muối là A thì chính bằng khối lượng của amin cộng khối lượng của HCl. Kết quả bằng bao nhiêu các em ơi? Cho đến con số vậy ạ. Cho đến kết quả. Câu 6 đáp án gì ạ? 0,3 x 36,5 bằng cộng 12,1 bằng
23,05 ạ. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B, bỏ. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu 7. Trong các ion sau đây, ion nào có tính hỗ xoáy yếu nhất? Nào. Trong các ion sau đây, ion nào có tính hỗ xoáy yếu nhất? Càng đấy. Ion nào tính hỗ xoáy yếu nhất ạ? Ion nào có tính khử mạnh thì ion đấy có tính hỗ xoáy yếu hơn. Đúng không? Bỏ. 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 Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Rồi thì Minh Tuyên Dương tất cả các bạn đã chọn đáp án C nhé. Hôm nay comment ít nhỉ. Các bạn ơi, các bạn muốn luyện tập học buổi sáng này, các bạn comment làm sao nhanh được hơn được thầy Minh nhá. Phải làm sao nhanh hơn được thầy. Mà lại còn không sai cơ. Thế mới ổn. Câu 8 ạ. Hợp chất nào sau đây chrome có số xóa dương bạc? Hợp chất nào sau đây chrome có số xóa là dương bạc? Chrome số xóa dương 3 các em nhá. Anh gì ạ? Ya gì này? Cr2O3. 8A này. 9 này. 9 ạ. Tinh bột có nhiều trong thành phần lúa ngô khoai sắn. Để thu được 45g glucose cần thủy phân và gam tinh bột. Tinh bột C6 H10 O5 hiệu suất là 60%, 0,6. Thu được C6 H12 O6. Số mol glu 45 chia 180 0,25. Vậy suy ngược lại được, tinh bột cũng là 0,25. Thuận nhân nghịch chia, chia 0,6 bằng 0,4166 nhân 162 67,5g. Đáp án đúng chúng ta đáp án B. Rồi Tiên Dương các bạn đã chọn câu 9 đáp án B các em nhé. Câu 9 của chúng ta đáp án B là đáp án chính xác nhất. Rồi hôm nay nhá, Minh Phượng hôm nay kiểu gì thầy đọc comment cũng thấy em luôn. Thế với ai? Nhưng mà lại không thấy comment của Thắm đâu. Biết bà Thắm đâu hay bà Thắm ngủ rồi. Không thấy comment Thắm đâu. Thắm ngủ rồi. À, các bạn offline Thái Bình nhá, nhìn nhá. Cái gì nhỉ? Kim Chi nó chỉ học vài buổi bây giờ mất tích rồi. Hà Đức Minh. Hello Đức Minh. Bây giờ mới thấy Đức Minh đấy. Thằng Trung tối hôm qua nó hứa với thầy là sáng nay nó dậy sớm xong mất tích. Không thấy đâu, mất tích con mẹ hàng luôn luôn. Còn ai nữa nhỉ? Còn Khánh Minh. Khánh Minh chắc bây giờ đang ngủ vắt lưỡi. Thế Khánh Minh kiểu gì bây giờ đang ngủ vắt lưỡi rồi. Minh Phương gọi thành Khánh Minh à? Nào, ok ạ. Tiếp tục nhá. Câu số 10 ạ. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp etinacetat và metinacetat trong dịch thì thu được gì? Etinacetat là CH3COOCH5. Metinacetat là CH3COOCH3. Thì thủy phân mình thu được 1 muối. Đúng không? Và 2 ancol. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok ạ. Sao? Câu 11 ạ. Ai không dám ngủ? Nguyễn Tiến em không dám ngủ. Tốt. Chăm học là tốt. Câu 11 ạ. Câu đếm đầu tiên ạ. Tôi tổng hợp. Giờ thầy dạy anh ta một skill nhé. Sáng này dạy skill thì nhớ kỹ lắm. Thế là dạy cho các em một skill để bạn nhớ lý thuyết hóa cho nó kỹ hơn rất là nhiều. Là gì ạ? Skill chúng ta đấy. Tơ bán tổng hợp. Tơ bán tổng hợp. Nhá. Tơ bán tổng hợp nó sẽ là visco và acetat. Được không ạ? Tơ bán tổng hợp chúng ta gặp sẽ là tơ visco và tơ acetat. Ok chưa? Ấm chưa? Thế nên trong này này, visco là 1, acetat là 2. Là tơ bán tổng hợp nên không phải tơ tổng hợp loại. Bông là tơ thiên nhiên, tự nhiên, tơ tằm là tơ tự nhiên. Bỏ tiếp. Vậy còn gì? Nitron, ni lông sáo.
Được chưa? Vậy 11 đáp án đúng chưa đáp án? À, ok nhá. Thế mình rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay. Thế mình rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể chia sẻ lại buổi học này lại về Tường vào trong các cái nhóm của lớp em để ủng hộ Thế Minh. Cảm ơn tất cả bạn và các em rất nhiều lần. Thank you. Câu 12 ạ. Bạn chia sẻ ủng hộ thầy nhá. Kim loại nào sau đây tác dụng với nước ở ngay nhiệt độ thường? Kim loại nào sau đây tác dụng với nước ở ngay cả nhiệt độ thường? Lưu ý ạ. Tác dụng với nước ở cả ngay nhiệt độ thường. Úi giời, Quang Minh, ông Quang Minh giờ mới dậy này. Giờ mới thấy ông Quang Minh, ông Quang Mang. Quang Minh với Đức Minh tối nay làm xem đứa nào ăn được 10 nhá. Kim loại nào sau đây ạ? Tác dụng được với nước ngay ở cả nhiệt độ thường. Gì ạ? C, B. 80. Hello Khánh Minh, ui rồi ôi giờ với sai. 13. Kim loại không phản ứng với dung dịch HCl là tỉnh ngủ chứ Khánh Minh ơi, comment nhanh lên em ơi, cho não lag xem nào. Kim loại không phản ứng dung dịch HCl là, lưu ý thầy là không nhé. Ag đúng không? 13 Ag. 14 ạ. 14 ạ. 14 đáp án gì ạ? Hello Long. Giờ mới thấy Long này. Thầy chào Long Hoàng nhá. Hôm qua về sớm, hôm qua học off xin về sớm để đi ăn vụng nhá. Không mang quà cho thầy thì ghim rồi đấy. Thắm. Thắm ơi, có phải vừa nãy em vừa chạy đi ăn sáng không? Mãi mới thắm comment, bây giờ mới comment hay là em được một giấc rồi? Hải Yến Đạt, thầy chào Đức Anh vừa ngủ dậy. Vươn vai cái đi em. Rồi, tiếp tục nhá. Câu 14, hợp chất nào mà trong phân tử có chứa 3 nguyên tử carbon? Hợp chất nào mà trong phân tử chứa 3 nguyên tử carbon? Gì ạ? Acid propionic nhá. Đáp án đúng chúng ta đáp án C. Rồi bây giờ có mấy đứa bắt đầu mới vào rồi, nó vừa ngủ dậy. Nên là bây giờ thầy tăng tốc làm cho phê. 15, kim loại nào dẫn điện tốt nhất ạ? Kim loại nào dẫn điện tốt nhất ạ? Các bạn comment làm sao cố gắng nhanh hơn thầy nhá. Bộ đội Việt Nam, dễ. 16, chất nào sau đây là amin bậc 3? Luyện phản xạ đấy. Bậc 3 về nó phải có N đúng không? Vậy 16 ạ. 17, kim loại nào sau đây có tính khử nhanh nhất? Tăng tốc để cho nó lác lác tí. Kim loại nào sau đây tính khử mạnh nhất? Nào, tính khử mạnh nhất à? Comment nhanh lên các em ơi. Các em muốn làm sao mà nhớ được lý thuyết, muốn nó ghim vào đầu ấy thì mình phải ấn nút comment. Được chưa? Khi mình thực hiện hành động thì não mình nó sẽ ghim lại cái hành động đó. Thì như vậy mình mới chiến thắng được. 17, kim loại sau đây tính khử mạnh nhất? Khi nào ba cần mua? A đúng không? Mg. 18 ạ. À. Rồi, mạnh mẽ này các em. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình comment đáp án trong buổi học ngày hôm nay. Rồi. Trong cùng một điều kiện, ion kim loại nào sau đây có tính khử tính ô xóa mạnh nhất? Ô xóa mạnh nhất thì Fe3 cộng lúc nào mạnh hơn Fe2 cộng? Mạnh hơn K cộng, mạnh hơn nhôm mà cộng. Đáp án A. Câu 18 đáp án A nhá. Xem có được sai 18 không? Xem có một đứa nào sai 18 không? Chưa buồn nó phải. Ồ buồn thế, chưa đứa nào sai 18 cả. Này chưa có câu nào mà khiến cho chúng nó sai. 19 ạ. Xong hóa STX thu được muối là và ancol propylic. Vậy nó phải là HCOOC3H7. Đúng chưa? Ancol propylic thì không phải là A được. Mà 19 ta phải là D. Đúng không? Thì nó ra là ancol propylic. 19 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C các em nhá, tỉnh táo nhá. Xem bạn nào chưa tỉnh ngủ nào. Ồ, lớp mình hôm nay xịn nhỉ. Tất cả đều tỉnh táo, đều biết chọn 19D chứ. Dã man đấy, thì mình tuyên dương tất cả bạn và các em đã chọn đáp án D nhá. Tốt. 20 nào. 20 nào. Kim loại nào sau đây được dùng làm tế bào quang điện? Tế bào quang điện là gì? Cái này trong vật lý nhỉ. Kim loại nào sau đây được dùng để làm tế bào quang điện? Anh nào? Cc đúng không? CsB. 20 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B các em ạ. 21. Chất nào sau đây thuộc loại tripeptide? Tripeptide là gì? Là được tạo bởi từ 3 gốc alpha amino acid. Đúng chưa? Vậy 21 đáp án đúng chúng ta là đáp án B. 22. Chất nào sau đây là mất vào dung dịch brom? Chất nào sau đây là mất vào dung dịch brom? Là mất vào dung dịch brom là gì ạ?
Farouk mất bóng không, sát không, scan không, gà lụa. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án D. 23, một câu tính toán ạ. Alanin tác dụng vừa đủ với HCl. Alanin chúng ta công thức nó là gì ạ? H2N CH CH3 COOH mà tác dụng vừa đủ với HCl, thu được muối là Cl H3N CH CH3 COOH. Vậy khối lượng đó, trên là alanin, dưới là anilin. Ô ảo ma Canada thế. Thôi để yên, bây giờ thầy thử xem là thằng nào là số 1 nó tròn là thằng đấy. Cái đề này hơi lỗi rồi. Đúng không? May thế. Đấy, đấy, trên alanin, dưới anilin. Khả năng cao sẽ anilin, nhưng từ từ xem nào. Phân tử khối này bằng bao nhiêu đã xem nào. Alanin 89 cộng 36,5 bằng 10. À, thì là alanin rồi, khối lượng alanin. Để bài hỏi khối lượng alanin nhé, số 1 nó tròn. Ôi nó thấy lác đấy. 12,55 mà chia cho 125,5 này bằng 0,1. Vậy số mol của alanin bằng 0,1. Mà phân tử khối của alanin của chúng ta là gì ạ? 89, 89 nhân 0,1 bằng 8,9. Câu này loại hết thật nhỉ. E đâu, đáp án C. Toàn đi chọn E. Đáp án C. Mình phải biết test thử chứ. Ok chưa? Câu 34 ạ. Thí nghiệm có đáp án mà C. Có đáp án C. Câu 24 ạ. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng ạ? 24 ạ. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng ạ? Nào. Các bạn cùng comment đáp án cho thầy mình xem nào. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng? Câu này hay này, câu này thú vị này. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng? Lưu ý từ không nha. H cộng phản ứng HCO3 trừ để tạo thành CO3 2 trừ cộng H2O. Có. Đồng tác dụng sắt 3 cộng là chắc chắn rồi, tạo thành đồng 2 cộng sắt 2 cộng. Nhôm tác dụng H4 loãng là chắc chắn rồi, vậy không là C. Na 4 và Mg Cl2. 25. Kim loại nào sau đây không tan trong nước ở nhiệt độ thường? Lưu ý cho thầy nhá, không tan trong nước nhiệt độ thường. Beri đúng không? B. 26. Chất nào sau đây có 6H trong phân tử? 6H trong phân tử. Anionic C2 H5OH hay là C2H6O? Đáp án đúng đáp án D. 27. Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng? Dễ bị phân hủy khi đun nóng là A. CaHCO3 lần khi, bởi vì khi đun nóng nhẹ mình sẽ thu được CaCO3 cộng H2O cộng CO2. Được chưa? 28. Hợp chất này thì có tên gọi là gì ạ? Dietin amin. Dietin không phải dimetin nhé. Dietin amin. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. 29 ạ. Đấy. Các bạn phải làm sao làm nhanh hơn thầy. Tăng tốc lên. Nhanh hơn ông thầy này chứ. 29 ạ. Điện phân nóng chảy NaCl. Điện phân nóng chảy NaCl thu được Na cộng Cl2. Thì ca tốt ta thu được gì ạ? Ca tốt tốt ta phải thu được Na. Ca tốt nơi ca chi ông đến mà. B. 30 ạ. Cho M gam bột Fe phản ứng hoàn toàn với CuSO4 dư, thu được 11,2 gam Cu. Mình tìm số mol. 11,2 chia 64 bằng 0,175. 0,175. Vậy suy ra số mol Fe cũng là 0,175 nhân 56 bằng 9,8 gam. Vậy 30 đáp án đúng của chúng ta là đáp án B nhé. Sẽ là thế. Mình tuyên dương tất cả bạn đã chọn B. Rất tốt. 31. Công thức phân tử của glycerol C3H8O3 dễ. 32. Phân tử polymer nào sau đây chứa nitơ? Nào. Phân tử polymer nào sau đây chứa nitơ? Polyacronitrin đúng không? Làm quá nhiều rồi. Nó đây CH2 nối đôi CH gạch CN tất cả N là. Ok nhá. 33. Đốt cháy hoàn toàn 11 gam este, số mol CO2 bằng số mol este. Ôi thầy thấy 11 thì biết ngay nó là C4H8O2 nhá. Bạn xem làm có đúng không? Bảo toàn khối lượng.
Tớ đã suy được số mol của O2 bằng 11 trừ đi 0,5 là khối lượng của CO2 0,5 nhân 44 trừ đi 0,5 nhân 18 được bao nhiêu chia 32 ra số mol. Được chưa? Xem nào. 44 cộng 18 bằng nhân 0,5 bằng 11. Ủa tôi chết rồi chưa nhìn. 44 cộng 18 bằng nhân 0,5 bằng 11. Đấy. Cộng 18 bằng nhân 0,5 bằng 31. 11 gam này. 0,5. Xong chia 32 ạ. Vô lý. À đây là cộng O2. À bằng bọn này trừ chứ ạ. Bọn này trừ thế giờ sửa là gì nhỉ? Âm ở đây. Cộng cộng 32 trừ 11. 31 trừ 11. 44 cộng 18 bằng nhân 0,5 bằng trừ 11 bằng chia 32 bằng 0,625. Ok chưa? Vậy đến đây mình bảo toàn nguyên tố O. Mình có hai lần số mol X cộng hai lần số mol O2 bằng hai lần số mol CO2 cộng một lần số mol H2O. Suy ra số mol X bằng 1,5 này trừ đi này. 1,5 này trừ đi hai lần số mol O2 nhỉ. 2 nhân 0,625 bằng 0,25 chia 2 bằng 0,125. Đấy, 0,5 chia 0,5 đúng C4 nhá. Các em thấy thầy dự đoán chuẩn à? 33 đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D nhá. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Thầy không có máy tính, thầy phải dùng cái máy này, khổ lắm. Sung sướng đi đâu ghê. Nhà nghèo thế. 34 chất nào sau đây chất béo ạ? Nào, các bạn chọn cho em nào. 34 chất nào sau đây là chất béo? Các bạn comment đáp án cho thầy xem nào. Chất nào sau đây là chất béo ạ? Có nghĩa chất béo là chất nào? Tri olein đúng không? 35 ạ. Phát biểu nào sau đây là phát biểu đúng ạ? Phát biểu nào sau đây là phát biểu chính xác? Nào, các bạn cũng chọn đáp án để xem là phát biểu nào là phát biểu chính xác trong này. Khẩn trương các em. Nitron được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Nitron được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Sai, nitron phải là trùng hợp. Sợi bông tơ tằm được thuộc loại tơ thiên nhiên, đúng chưa? Đúng, sợi bông tơ tằm là tơ thiên nhiên rồi. Chuẩn bài rồi. 35 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B nhá. 35B, ok, tuyên dương tất cả bạn đã chọn B. 36, công thức của etin format ạ. HCOCH5, đúng không? C. 37, chất nào sau đây là chất khí ở điều kiện thường ạ? 37 ạ. Chất nào sau đây là chất khí ở điều kiện thường? Chất nào là chất khí ở điều kiện thường? Thì mình rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi buổi học ngày hôm nay. Cái việc mà các em comment cũng như là chia sẻ lại buổi học này chính là một cái nguồn động lực để thầy Minh có thể thực hiện liên tục được các buổi live tiếp theo. Nào, các bạn cùng comment đáp án xem nào. Đáp án gì ạ? Chất khí ạ. Metinamin đúng không ạ? Metinamin, đáp án đúng chúng ta đáp án A. 38 này. 10 gam hỗn hợp MgO CuO 10 gam cần vừa đủ HCl 1,5 nhân 0,2 bằng 0,3 thu được muối và nước H2O thì bảo toàn H thì số 2O 0,15 bảo toàn khối lượng cho nhanh. Ta có 10 cộng với lại 0,3 nhân 36,5 bằng m muối cộng m nước là 0,15 nhân 18 mà mình bấm được m muối á.
Nào. 0,3 nhân 36,5 bằng cộng 10 bằng trừ 0,15 nhân 18 bằng 18,25 gram. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Ok, từ giờ tất cả bạn đã chọn D nhá. 39 chất nào sau đây muối trung hòa? Thì muối trung hòa ấy là muối mà anion gốc axit không còn chứa H. Anh này là muối axit, anh này là muối axit, anh này là muối axit. Vậy muối trung hòa là B, Na2SO4. 40. Cho kim loại Zn và ông dịch chất nào sau đây sẽ không xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa? Không xảy ra ăn mòn điện hóa nhá. Vào AgNO3 chắc chắn ăn mòn, ZnAg hai điện cực khác nhau mặt bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau. Cu chắc chắn ăn mòn, FeCl2 chắc chắn ăn mòn, H2O4 loãng là chỉ có ăn mòn hóa học thôi. Đúng không? Vậy đáp án không xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa là đáp án D. Đáp án D là chỉ xảy ra ăn mòn hóa học. 41. Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch H2O4 loãng giải phóng khí H2? Au0, Cu0, Ag0. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D, Fe. 42. Phản ứng kim loại Al với khí Cl2, một nguyên tử clo nhận bao nhiêu E? Thì nó tạo thành là AlCl3, đúng không? Clo từ clo 0 về clo trừ 1, vậy là 1. Nhưng phải nhân với 2 nên là 1. À đây bảo một nguyên tử cơ. Một nguyên tử clo thì là 1 thôi. Đúng chưa? Và lưu ý nhá, có 42, một nguyên tử thôi. Ok không ạ? Rồi, thì chào Trần Thu Linh nhá. Thu Linh bây giờ mới dạy ạ. Hello Phương Mai. Phương Mai cũng vừa mới dạy xong đấy. Rồi. Tiếp tục nha các em nhá. Tiếp tục. Nhanh tay nha, các bạn comment đáp án thật nhanh nha. 43, một trong những nguyên nhân gây tử vong trong nhiều vụ cháy, nhiễm độc khí X, khả năng vận chuyển oxy của máu. Vậy khí X chắc chắn là khí CO, carbon monoxide. 43, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. 44, dung dịch H4 đặc nguội phản ứng với kim loại nào sau đây? Nhôm sắt chrome phải ăn crude, nhôm sắt chrome bị thụ động. Vậy là nhôm. 45, dung dịch chất nào sau đây làm quý tím chuyển bánh sang màu xanh? Nào 45. Dung dịch nào sau đây? Nào, dung dịch nào sau đây ạ? Làm chất rắn chuyển thành màu xanh. Anh nào? Dung dịch nào sau đây làm quý tím chứ ạ? Quý tím đó là cái chất mà gọi là gì, chỉ thị màu đúng không? Acid thì chuyển màu đỏ, bazơ thì chuyển màu xanh, như vậy màu xanh là C. Câu 46 ạ. 14,6 gam alagly, tìm được số mol alagly là bằng 0,1. Phản ứng hoàn toàn với KOH. Số mol là 0,3. Thu được chất rắn chắc chắn gồm Ala trừ 1H cộng 1K, Gly trừ 1H cộng 1K. Kiểu gì cũng có KOH dư. Anh này 0,1. Anh này 0,1. Anh này 0,3 trừ 0,1 trừ 0,1 bằng 0,1. Nào bạn bấm giúp thầy xem khối lượng của bao nhiêu. 44 làm sao? À, đặc nguội phản ứng ạ. Sorry thầy đi chọn không phản ứng. Thank you. Ừ, 44. Phản ứng nhôm sắt chrome bị thụ động nha. Nhôm sắt chrome bị thụ động, vậy phản ứng được với Cu nhá. Ok ạ. Thank you các em. Nào 46 ạ. Thu được m gam chất rắn kham. Có mà. Đây để trên fanpage mà. Đây để trên fanpage mà. Fanpage ngày nào chả đăng cái đấy. Có chứ. Chứ fanpage có đề chứ nhỉ. Hôm nào fanpage chả đăng đề. Giờ mà thầy khui rồi fanpage không đăng đề là anh Đức Anh bị trừ lương. Đăng like nên là page load chậm quá. Đợi tí. Check luôn xem có đăng đề không. Các bạn theo dõi fanpage hôm qua có gửi đề không? Có chứ đúng không? Trên page đúng không? Đúng rồi. Có chứ. Có đúng không? Các bạn check rồi có đúng không? Thầy không phải kiểm tra nữa. Nào, các bạn bấm máy tính cho thầy cho câu 46 đáp án gì ạ? 46 đáp án gì ạ? Ok. Ô Minh Phương 46 đáp B à? À rồi, ok, 46 đáp án B nhá. 29,6. Sao? 47 ạ. Tripanmitin có nhiều trong mỡ động vật, mỡ bò, lợn, gà. Công thức của tripanmitin là? Nào, tripanmitin các bạn từ nay lên trên fanpage lấy đề nhé. Trên fanpage này này. Fanpage ngày nào chả đăng đề sớm. Tripanmitin có nhiều trong mỡ vận động vật, bò, gà. Tripanmitin đấy đúng không? Gốc C15H31. Đáp án đúng chúng ta đáp án D.
48 chất béo là triete của axit béo với gì ạ? Chất béo là triete của axit béo với nào? Chất béo là triete của axit béo với glycerol đúng không? Đáp án đúng chúng ta đáp án C. 49. Thực hiện phản ứng este hóa giữa 3,2 gam ancol metilic với lượng dư propionic dư Ca5COH là axit propionic dư cộng ancol metilic là CH3OH số mol là 0,1. Este hóa 50% 0,5 thì thu được CaF5COO CH3 cộng H2O. Mũi tên 2 chiều. Hiệu suất là 50% và anh này là 0,1 nhân 0,5 bằng 0,05. Đúng chưa? 0,05 mà nhân 88. 4,4 ạ. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. 4,4 ạ. Câu 49. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A các em nhé. Ok, thì mình tuyên dương tất cả bạn đã chọn đáp án A, đáp án chính xác. 50. Este nào sau đây tác dụng đáo hoặc thu được natri acetat? Natri acetat là CH3COONa. Đúng không? Vậy este gì? 51 ạ. 51 ạ. Hình như hôm nay thầy giải nhanh hơn sao nhỉ? Hay là đề dễ hơn? Kết quả thí nghiệm các chất XYZ với thuốc thử được ghi ở bảng sau. Kết quả thí nghiệm các chất XYZ với thuốc thử ghi bảng sau. X cộng CO2 lần tạo thành hợp chất màu tím. Vậy nó phải là tripeptide trở lên, dipeptide bỏ. Đúng không? Y và quỳ tím là quỳ tím hoa xanh, vậy nó không thể anilin được. Vậy nó phải là etinamin. Z và dung dịch brom là cái tổ trắng phenol. Đáp án đúng đáp án D. Ấm luôn. 51 đáp án D, đứa nào chọn A đây? Minh Anh đã bị lạc. Minh Anh đã bị lạc. Chia buồn với Đức Yên. Hai bạn đã cực kỳ bị lạc. À thầy chào Trang Ngân nhá. Hôm nay Trang Ngân sáng nay dậy sớm được rồi này. Tuyên dương Trang Ngân nhá. Ôi giời ơi. Sáng nay nhìn thấy toàn offline của mình dậy sớm học bài. Tâm trạng nó rất là vui, cảm giác cực kỳ hạnh phúc luôn. Nào tiếp tục ạ. Câu 52 phát biểu nào sau đây là sai? Anilin tác dụng nước brom tạo nên kết tủa trắng. Đúng. Dung dịch alanin không làm quỷ tím đổi màu. Đúng, tại vì alanin chúng ta chỉ có một nhóm COH, một nhóm NH2. Cho COH là dung dịch lòng trắng trứng xuất hiện kết tủa màu vàng là sai, kết tủa màu tím xanh nhá. Trong dung dịch axit glutamic làm quỷ tím chuyển màu hồng. Đúng, tại vì là nó có hai nhóm COH, một nhóm NH2 mà. Vậy sai là C. 52 đáp án sai, chúng ta đáp án C các em nhá. Thực ra là một lần sai là vẫn nhớ, đúng không? Sai một lần là nhớ cả đời, sau này không bị sai nữa. 53. 53 nào. Sa phong hóa STX có công thức phân tử C5H10O2. Sa phong hóa STX có công thức phân tử C5H10O2 bằng dung dịch NaOH dư thu được muối Y và ancol Z bậc 3. Lưu ý ancol Z bậc 3. Ancol Z bậc 3, vậy thì suy ra là OH nó đính vào, nó đính vào C bậc 3. Nó chỉ có thể là này. Khi thủy phân thu được HCOONa cộng với lại CCCCOH. Đúng chưa? Ancol bậc 3 chưa? Đáp đúng là bản C. 54. Số mol của khí H2 là 0,2, vậy số mol Fe cũng bằng 0,2. Vậy mình tìm được khối lượng Fe bằng 0,2 nhân 56 bằng 11,2 gam. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Câu 55. Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân trong môi trường axit? Sắt có, sen có, tinh bột có. Vậy không thủy phân trong môi trường axit của chúng ta chỉ có anh nào thôi? B nhá. 56 ạ. Số nhóm OH trong mỗi mắt xích của sen. Rất nhiều bạn sai ở câu này là đi chọn 5, nhưng mà ở trong câu này thì chúng ta chỉ có 3 OH, đúng không? 3 OH tự do trong sen lulozơ thôi. Ý à, công thức của nó là C6H7O2OH 3 lần tất cả N lần, đúng không em? 57 ạ. 57 ạ. Hai dung dịch, thì mình có hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Cu. HCl là không phản ứng với Cu được rồi. ZnCl2 là không rồi. Vậy hai dung dịch đó là Fe3 cộng là 1 và Ag cộng là 2, đúng không? Đáp án A. 58 ạ. Nhận xét nào sau đây sai? Giờ phải đọc kỹ này, không toang này. Đến những câu bắt đầu lên dốc rồi đấy. Những câu này căng thẳng đấy. Các bạn cũng chú ý theo dõi nhá. Trong cơ thể người, chất béo bị oxy hóa chậm thành CO2
H2O và cung cấp năng lượng, đúng. Amylopectin là polymer có mạch không phân nhánh, sai chưa? Nó phải là polymer có mạch phân nhánh nhá. Vậy sai chúng ta là 58 đáp án B. Nhưng đọc lại là cồn 70 độ có tác dụng diệt virus trên bề mặt nên dùng làm nước rửa tay, đúng. Dùng phản ứng màu BioD phân biệt được gliala với gliala gli, đúng. Vậy ta sẽ có là 3 phát biểu đúng rồi, ý B là ý sai nhá, bây giờ ăn chặt. 59 á. Cho dung dịch riêng biệt của các chất sau, số dung dịch làm đổi màu quỳ tím. Lưu ý cho thầy cái từ khóa ở đây là từ đổi màu quỳ tím các em nhá. Anilin không đổi màu quỳ, C3NH2 quỳ đổi màu xanh, C3COH quỳ đổi màu đỏ. Một nhóm COH, hai nhóm NH2 quỳ đổi màu. Anh này quỳ không đổi màu. 1, 2, 3, dễ. 60. Số polymer được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Bắt đầu để mọn khoai khoai đấy. Polybutadien là 1. Polymethyl mesylate là 2. Polyacrylonitrin là trùng hợp là 3. Nylon 6,6 là trùng ngưng. Vậy mình sẽ có 3 thằng trùng hợp. 60 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. 61. Tinh bột tiến hành thủy phân. Tinh bột C6H10 O5 hiệu suất 75%, glucose C6H12O6, số mol tinh bột kg tân đại yến coi như gam 405 chia 162 2,5. Suy đanh này là 2,5 nhân 0,75 bằng 0,75 bằng 1,875 nhân 180 bằng 337,5. Đúng không ạ? Vậy 61 của chúng ta đáp án chính xác đó là đáp án B kèm nhá. Rồi thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án B ạ. Bắt đầu đến đếm đây. Bắt đầu đến não lát đây. Rồi các bạn cũng comment đáp án cho thầy mình xem câu 62 đáp án gì. Chúng ta đang đi đến những cái câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. Các bạn cùng comment đáp án xem nào. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án gì với chống sai ngu lý thuyết hóa. Chống sai ngu lý thuyết hóa. Nào, cùng cho thầy mình đáp án xem nào. Để thầy mình cười trên nỗi đau khổ của các em. Ha 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 ha. Rồi, cho dịch kết thúc thu được chất rắn và chất khí. Anh này thu được chất rắn CaSO4, khí là CO2. Rắn khí, thỏa mãn, được. K và MgSO4 thu được khí là H2. Kết tủa là MgOH2 lần. Do K tác dụng với nước, đúng không? 2. Anh này thu được khí là NH3. Kết tủa là BaCO3. Được. Anh này thu được khí là CO2. Kết tủa là BaSO4. Ấm. Anh này tới dư thì CO2 thoát ra nhưng không thu được kết tủa. Thu được CaHCO3 2 lần và NaHCO3. Vậy 4 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A các em nhé. 62 đáp án A. À, tuyên dương tất cả các bạn đã chọn A. Rồi. 63 nào. 63 nào. 63 nào các em. 63 là câu cuối cùng sáng ngày hôm nay đấy các em ạ. Chốt câu này ấy là buổi sáng tươi đẹp liền. Đấy, mình quên mất đây, 63 này. Câu chốt của buổi sáng hôm nay đấy, các bạn comment đáp án 63 đáp án gì? Số phát biểu đúng ạ. Số phát biểu đúng ạ. 63. Dipeptide gliala phản ứng màu biure sai nhá. PVC được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là sai nhá, trùng hợp cơ mà. Methylformat C2H4O2. Công thức đơn giản nhất đó là CH2O. C6H12O6, công thức đơn giản nhất nó là C2H2O. Ô, cùng đúng công thức đơn giản nhất là đúng. C đúng. Methylamine có lực
bao giờ mạnh hơn phenylalanine? Đúng, bởi vì methionine làm quỳ chuyển thành màu xanh, còn phenylalanine là aniline không làm quỳ đổi màu. Tiếp tục xem nào. Thủy phân xác chỉ thu được glu, sai. Thủy phân xác ta thu được alpha glu và beta fluoruc. Metin mes acrylat làm mất máu dịch brom, đúng. Vậy ta sẽ có là 1 2 3. 3 phát biểu đúng. Được chưa? Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Rồi. Xong, chúng ta đã hoàn thành xong 63 câu luyện não sáng sớm của buổi ngày hôm nay. Đấy. Thì mình rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay cùng với mình. Chúng ta đã hoàn thành chiến đấu ngày thứ 7 với nhau rồi. Hôm nay chúng ta đã chiến đấu đến ngày thứ 7 với nhau rồi. Và thì mình rất là cảm ơn, rất là vinh hạnh khi mà có các em cùng với thầy mình chiến đấu trong những ngày này. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã theo dõi buổi ngày hôm nay. Và bye bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại các em vào sáng ngày mai. Bye bye, chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại nhá. Hẹn gặp lại các em vào sáng ngày mai với luyện não sáng sớm. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Chúc các em có một ngày mới tràn đầy năng lượng và đầy vui vẻ. Bye bye. Hẹn gặp lại anh em offline vào buổi tối hôm nay với đề thực chiến kinh tởm. Đấy, đây này, thằng Quang Minh nó bảo tối nay lấy 9,5 đây này. Gáy rồi, hay thế. Bye bye, chào tạm biệt các em.